Vâng em chào các bác Chào các bác toàn thể cộng đồng Những người yêu đồ Nhật mọi miền tổ quốc Bắc Trung Nam Thì hôm nay em toàn thắng Đại diện cho số vàng Nhật này Lên sắm giới thiệu cho các bác đây Một sản phẩm bếp từ Bếp từ dành cho những gia đình nhà mình Muốn cải trang khu bếp nhà mình Hoặc muốn về nhà mới Thì hãy lưu ý cho em Mẫu bếp từ này Mẫu bếp từ à, Hitachi 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 có auto sensor cảm biến chống trào chống cháy này, hai IH à 3 từ và một hồng ngoại, một nò lưỡng Sản phẩm bếp từ Hitachi này được à, sản xuất vào 2022 các bác nhé Là một sản phẩm đập hộp vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, tất cả cam kết bao zin toàn tập 100%, sản phẩm mới à, chưa đụng chạm. À, đây là em à, tháo ra thì em à, cũng rất là nhiều bếp còn. Em nên sắm cho các bác. Sản phẩm bếp từ Hitachi này nó có bo viền inox rất là sang trọng các bác nhé. Đấy, các bác sử dụng là, là quá đẳng cấp rồi. Một cái sản phẩm bếp từ Nhật. <laughs> đây là gồm lò lướng này, thanh ốp này. Cái hèm này là hèm chỉ để chúng ta có thể lùa để để, để có cái cái phiến đá là nó vào đây nó lấp thì nó chỉ có hình ra những cái mặt này thôi rất là nắp lên rất là đẹp thì mẫu sản phẩm Hitachi này là size 60 có thể tháo lò lướng à, các bác nếu bác nào mà ngại chỉnh sửa mà ngày xưa để muốn thay thế bếp à, ga của nhà mình ngại chỉnh sửa thì à, các bác có thể lưu ý cái sản phẩm này tháo được lò lướng và đặt à, cắt khung 4656 là chúng ta đặt tụt vào thôi không phải à, mất cái à, sửa cái cánh cửa trước đấy cái bản này nó có một cái bản hay hoặc các bác làm cái khung lý nước nó chìm rất là nhẹ để đặt như một cái bếp ga trên bàn nổi hoặc di chuyển đi làm lẩu làm lẩu và các quán thì à, sản phẩm bếp từ Hitachi này được được nhà em đang bán là giá 11 triệu 800 nhé Tất cả các sản phẩm nhà em đều bán giá công khai không mập mờ bất kỳ cái sản phẩm nào Thì bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ ủng hộ kênh nhà em Bác nào có quan tâm những sản phẩm đồ Nhật nhà em có địa chỉ tại khói Châu Nghiên có thể đến gian hàng nhà em trực tiếp xem và chọn các lựa chọn các sản phẩm tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, bếp từ, tất cả các đồ gia dụng về đồ Nhật các bác nhé. Đấy size 60, bản này size 60. Đấy viền inox rất là sang trọng. Bác nào về sửa bếp mà hoặc là đun thì bây giờ thì Tết này thì quá hợp lý cho một sản phẩm bếp từ vừa sạch sẽ an toàn chống cháy nổ hộ vừa dùng chúng ta có thể bật quạt và bật điều hòa thoải mái nó không bị tạt như bếp ga Cảm ơn các bác đã theo dõi video bác nào mà quan tâm nhấc máy alo cho em 0972919190